Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã thuộc về thí sinh Trần Tiểu Vi mang số báo danh 138. Được biết đến là hoa hậu đầu tiên của thế hệ 10X, Trần Tiểu Vi luôn ghi điểm trong mắt công chúng mến mộ bởi hình ảnh trẻ trung, năng động và tự tin. Để hiểu rõ hơn về nàng hậu xinh đẹp này, quý vị hãy theo dõi cùng Sao 360 nhé! Hoa hậu Tiểu Vi, bông hồng e ấp trong sương mai. Lý lịch trích ngang. Trần Tiểu Vi sinh ngày 23 tháng 8 năm 2000 tại Hội An, Quảng Nam. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1m74 và số đo 3 vòng 84, 63, 90. Tiểu Vi là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Quản trị Kinh doanh, thuộc chương trình liên kết quốc tế với Đại học Sunderland ở Anh. Gia đình cô sống tại một căn nhà khá tiện nghi, khang trang tại miền đất phố cổ. Trước nhà còn kinh doanh một tiệm spa nhỏ tên Vi, cũng chính là tên cô con gái nhỏ của gia đình. Nét đẹp toát ra từ trong những điều giản dị nhất. Trước khi đội lên đầu chiếc vương miện cao quý, Trần Tiểu Vi là một cô nữ sinh bình thường. Giống như bao bạn bè đồng trang lứa, phần lớn thời gian của Vi dành cho việc học. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, Vi sẽ đi du lịch và chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của tuổi trẻ làm kỷ niệm. Bởi thế, bên cạnh nhan sắc có nhiều nét lai Tây hiện đại, nổi bật, Tiểu Vi còn khiến nhiều người yêu mến bởi tính cách giản dị, mộc mạc của mình. Sự giản dị đó toát lên từ trong cả phong cách ăn mặc thường ngày của nàng hậu. Vi thích nhất là kiểu trang phục với áo phông, quần jean trẻ trung năng động. Đặc biệt, cô nàng cũng thích những gam màu trung tính, chứ không rườm rà, màu mè điệu đà như nhiều cô gái khác. Xuyên suốt quá trình dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Vi chỉ mặc những thiết kế váy áo do ban tổ chức chuẩn bị cho mình. Đôi cao gót màu nút đang dây và đôi sneaker trắng nhờ vậy mà trở thành huyền thoại, bởi đi đến đâu nàng hậu cũng mang theo, không kể khi còn là thí sinh hay đã là một tân hoa hậu. Không màu mè kiểu cách, một Tiểu Vi bình dị và chân thật, ngây thơ và thuần khiết, vẫn cứ thế ngày qua ngày chiếm trọn được tình cảm của người hâm mộ. Đăng quang ở tuổi 18 là thành công và cũng là thách thức. Tình cờ gặp gỡ trong một lần đến với Hội An, Hoa hậu Ngọc Hân đã ngay lập tức chú ý đến cô gái trẻ Trần Tiểu Vi trong vai trò là một hướng dẫn viên bản địa đầy tinh nghịch và đáng yêu. Không chần chừ, Hoa hậu Việt Nam 2010 đã khuyên Vi đi thi Hoa hậu với niềm tin rằng cô bé nhất định sẽ để lại một dấu ấn trong cuộc thi. Ấy thế mà, vượt qua ngoài sự mong đợi, Tiểu Vi đã xuất sắc đội lên đầu chiếc vương miện cao quý khi chỉ mới ở tuổi 18. Kết quả này không phải là sự bất ngờ với nhiều người, bởi ngay từ những hoạt động bên lề, Tiểu Vi đã gây chú ý bởi sắc vóc nổi bật và sự hiền lành, chân thành khi giao tiếp với các thí sinh và ban tổ chức. Vào thời khắc đăng quang, cô ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng và được đánh giá rất cao về nhan sắc. Không chỉ vậy, tính cách nhẹ nhàng cùng phong cách luôn đơn giản, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi 18 của nàng tân hoa hậu cũng được công chúng khen ngợi không ngớt. Đã có nhiều lúc, Tiểu Vi bị chê vì thiếu kinh nghiệm trả lời phỏng vấn. Thế nhưng, chính sự hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ, hòa đồng lại giúp cô đạt điểm cộng trong mắt người khác. Nếu như em có cơ hội được nói với lại các thế hệ mai sau thì em sẽ nói rằng các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình và hãy trau dồi kiến thức để có thể thành công, và chính những sự thành công ấy thì các bạn sẽ có thể giúp được những người xung quanh và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Em xin hết rồi. Hành trình của Tiểu Vi từ khi bắt đầu cuộc thi đến khi đăng quang được nhiều người nhận xét là thuyết phục. Nhiều người còn cho rằng đây là một thành công lớn của cô gái sinh năm 2000. Thế nhưng, nếu nhìn nhận kỹ hơn, đằng sau những lời khen ngợi đó, Tiểu Vi sẽ phải cố gắng hơn gấp bội để hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của mình. Trần Tiểu Vi và dự án nước sạch về bản. Ngay sau người chị đi trước là Đỗ Mỹ Linh cũng đã đạt thành tích cao tại Miss World 2017. Trần Tiểu Vi tiếp tục chặng đường đem nhan sắc và tài năng của người con gái Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế giới trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018. Tại
Tại đấu trường nhan sắc mang tầm cỡ quốc tế này, người đẹp 18 tuổi đã ghi dấu ấn ở các phần thi cũng như tạo được thiện cảm lớn với các thí sinh khác bởi sự trẻ trung, năng động, tự tin của mình. Tại Miss World 2018, Tiểu Vi tự như một đóa hoa nở rộ trong sương mai, tinh khiết và tràn đầy sức sống. Đối với Miss World, Hoa hậu nhân ái là một phần thi quan trọng, được đầu tư nghiêm túc và có ý nghĩa đối với cộng đồng. Bởi vậy, khi đến với cuộc thi, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Trần Tiểu Vi đã mang đến một dự án hết sức ý nghĩa và cấp thiết cho bà con bản Nịu, một trong những vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của Việt Nam, đó là dự án Nước sạch về bản. Để tìm được nguồn nước sạch cho bà con bản Nịu, Tiểu Vi đã chọn phương án đào giếng và lắp đặt hệ thống lọc nước tiêu chuẩn. Thế nhưng, do địa chất bản Nịu đa phần là đá xanh, các thiết bị khoan máy cũng chèo thua với độ cứng của địa hình nên công cuộc đào giếng của Vi gặp không ít khó khăn. Cuối cùng, cô và ekip phải đục đẽo bằng các phương thức thủ công. Vất vả là thế, nhưng không một ai biết được giếng đang đào liệu có nước hay không. Sau hơn 10 mét khối đất đá được đào lên nhưng vẫn chưa tìm được nguồn nước, Hoa hậu Tiểu Vi và ekip dù lo lắng nhưng vẫn quyết tâm đào sâu hơn nữa bất chấp điều kiện thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C hay mưa triền miên suốt nhiều ngày không dứt để tìm nguồn nước về cho bà con. Sự kiên trì của Hoa hậu Tiểu Vi và các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng đạt được kết quả khi cuối cùng ekip đã tìm ra mạch nước ngầm. Với ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, Nước sạch về bản của Trần Tiểu Vi đã xuất sắc được ban tổ chức chọn vào top 5 dự án nhân ái xuất sắc tại Miss World 2018. Thành tích này đã trở thành tấm vé thông hành để Tiểu Vi tiến thẳng vào top 30 chung cuộc. Chính vì những nỗ lực trong thời gian thi Miss World và trong suốt khoảng thời gian đương nhiệm, Tiểu Vi đã cùng với đàn chị Đỗ Mỹ Linh trở thành đại sứ của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Vi chia sẻ, trong hành trình sắp tới, Vi muốn truyền cảm hứng về cái đẹp và lòng nhân ái đến giới trẻ. Vi muốn viết câu chuyện thanh xuân của mình bằng những trải nghiệm đặc biệt. Thẳng thắn, sẵn sàng thể hiện bản thân, tôn trọng nỗ lực và giá trị của mình, đó chính là những gì khiến mọi người càng thêm yêu thương Tiểu Vi hơn. Là hoa hậu đầu tiên của thế hệ 10X, Trần Tiểu Vi đã và đang dựng lên một hình mẫu hoa hậu trẻ trung, tự tin và dám khẳng định cái tôi cá nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.